Mới là chào đến tất cả bà con mình và đường phố của Vũ Chí Minh kẹo kéo xin chào đến tất cả bà con mình. Và sau đây thì Vũ Di Long và Vũ Chí Minh sẽ gửi đến bà con mình qua một sáng tác của ca nhạc sĩ Chí Thành trong ca khúc được mang tên Yêu Em Không Hò, mà bà con mình cùng lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn cô. Cảm ơn ngài Vũ Sư.